Hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2023. Tôi đang có mặt tại chùa Quan Âm Đông Hải, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thì đây là tòa nhà đầu tiên cách Angkor Wat. Cách đây vài hôm, nhóm nghệ nhân của Indonesia đã qua, và trong vòng 4 tháng sắp tới thì chúng ta sẽ thấy cái cổng sẽ được hoàn tất. Hướng về vị trí này đó thì chúng ta sẽ vào ngay cái khu trung tâm. Khu trung tâm thì hiện tại mới xong được hai công trình. Thứ nhất là tòa nhà ở bên tay trái, và thứ hai là tòa nhà bên tay phải. Thì mỗi tòa nhà này nó có cấu trúc giống nhau, với diện tích sàn đó là 425 m², và gồm có 4 lầu. Thì mỗi lầu á có thể chứa được vài chục người để tham dự khóa tu, như quý vị nhìn thấy. Đây là những tòa nhà mà chúng ta thấy xuất hiện rất là nhiều lần trong các khóa tu. Thì mỗi một dãy đó nó gồm có 8 phòng. Và vì đang trong cái giai đoạn chuẩn bị, cho nên đó là các cái công trình ở đây nó chưa được đầy đủ hết. Và đây là một cái tòa nhà thứ hai. Từ vị trí này đó chúng ta có thể nhìn thấy được hai tòa nhà để có thể phục vụ cho cộng đồng Phật tử khắp nơi tới nghỉ ở lại tham dự khóa tu. Và rất mong quý vị theo dõi chương trình được thông báo ở trên Facebook chùa Giác Ngộ và Facebook chùa Quan Âm Đông Hải. Thì tạm thời trong giai đoạn còn xây dựng thì mỗi tháng sẽ tổ chức khóa tu một lần thì gồm có một ngày thôi, rồi từ từ khi các tiện ích khác đầy đủ hơn thì chúng ta sẽ mở rộng. Quý vị thấy đó, đây là hai tòa nhà có cấu trúc giống nhau, diện tích giống nhau, mỹ thuật giống nhau. Mỗi một tầng thì có 8 phòng, mỗi một phòng thì có thể ở được 10 người cho đến 10 mấy người nếu ở giường tầng. Bên trái bên phải của hai tòa nhà thì chúng ta thấy có hai nhà gỗ. Tòa bên nhà gỗ bên tay phải thì đã xong, tòa bên trái thì chắc khoảng 1-2 tháng nữa là sẽ xong. Và ở vị trí trung tâm thì có đây là ngay cái trung tâm của ngôi chùa. Và từ vị trí mà tôi đang đứng qua phía bên tay trái sẽ có thêm một cái tòa nhà tương xứng giống như thế này nữa, nó tạo ra hình chữ U. Và đi tới phía trước thì cái khu vực này đó là cái khu vực sẽ xây chánh điện. Lối mà tôi đang đi đó là cái tâm điểm nơi mà chánh điện sẽ được xây dựng. Và trước tượng đài Quan Âm cao 5 mét này đó, về sau sẽ có tượng đài Quan Âm ba mặt cao 32 mét. Và nó trở thành là nơi cộng đồng tăng ni Phật tử đó mỗi khi tới đó có cơ hội để chiêm bái. Quý vị có thể nhìn thấy tượng Quan Âm. Đối diện ở khu vực phía trước và trái và phải của khu vực tượng Quan Âm thì có vườn cây bồ đề. Khi quý vị nhìn thấy đây nó còn quan sơ như thế, chứ thực ra là tốn rất nhiều các công sức, vì trước đây đó khu vực này đó chỉ là những ao tôm. Đây là tượng đài Quan Âm được làm theo phong cách áo tứ thân của Việt Nam. Và từ vị trí này quý vị nhìn thẳng ra thì chúng ta sẽ đi ra ngoài biển. Từ vị trí này đi ra ngoài biển thì nó còn hơn 100 mấy chục mét nữa. Đó là những cái lối đi được quy hoạch để có thể giúp cho người có mặt tại đây đó
đi dễ dàng tới những vị trí cần đến. Như vậy ở trước mặt quý vị á, đó là vị trí của tòa chánh điện. Do vì kinh phí hiện nay chưa có, cho nên tòa chánh điện sẽ hoãn lại một thời gian, chờ đầy đủ thượng duyên sẽ tiến hành xây dựng. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn lại cái quang cảnh của hai nhà gỗ, rồi hai tòa nhà bê tông. Và đây là cây bồ đề được chiết nhánh từ cố đô Anuradhapura của Tích Lan, vốn là cây bồ đề gốc. Thì mọi thứ nó vẫn đang còn rất là ngổn ngang. Từ các vị trí sơ bộ như quý vị đang nhìn thấy đó, thì tổng diện tích của chùa Quan Đông Hải đó thì được 18 hectare. Dù không là lớn lắm, nhưng mà nó cũng đủ cái không gian để tạo ra cái quang cảnh tu tập cho cộng đồng. Quý vị có thể nhìn thấy đây là vườn cây bồ đề đã được trồng hơn 3 năm. Nhưng mà đất ở đây rất là khó lên vì đó là đất biển muối. Và tòa nhà gỗ này mới vừa được xây dựng xong, quý vị có thể nhìn thấy. Thì sắp tới sẽ thờ tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. À, đây là ngay vị trí đã đi ra ngoài biển. Tòa nhà gỗ cấu trúc cũng rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta đi vào ngay cái cổng lối đi vào chùa Một Cột. Từ vị trí lối đi vào, vì thấy có đá được lót ở dưới mặt đất để giúp cho việc đi nó được thuận lợi. Để hoàn thành hết tất cả các công trình trong đây đó thì chúng ta phải mất vài ba năm nữa. Nên rất mong các quý Phật tử dành thời gian khi chùa Quan Đông Hải có khóa tu định kỳ hàng tháng, và có những cái khóa tu xuất gia vô duyên, xuất gia báo hiếu, và những khóa tu thiền Vipassana, thì hãy tạo cơ hội cho mình và những người thân đến đây để trải nghiệm niềm ăn vui và hạnh phúc. Và đây là chùa Một Cột. Hồ này được gọi là hồ Tịnh Tâm. Chúng tôi làm những cái tiểu cảnh nho nhỏ mà quý vị có thể ngồi đây, quý vị có thể ngồi để chụp cái quang cảnh về chùa Một Cột nằm ở trong khuôn viên của cái cấu trúc này. Cấu trúc này nó có hình trái tim và có nhiều cái cấu trúc khác như là lá bồ đề hoặc là hình chữ nhật, để chúng ta có thể có một cái khuôn hình ở trong cái không gian ấm cúng gắn kết với ngôi chùa Một Cột, biểu tượng kiến trúc văn hóa mỹ thuật của Phật giáo Việt Nam vào thời Lý. Còn ở vị trí bên đây đó, nếu quý vị từ vị trí này, nếu chúng ta nhìn xéo qua thì chúng ta sẽ có được một cái góc hình với ngôi chùa Một Cột. Và đây là chiếc lá bồ đề hình thù nhỏ để có thể gợi mở về biểu tượng của sự giác ngộ và tỉnh thức. Và đây là lối đi xung quanh. Ngôi nhà gỗ bên kia thì cũng vừa làm xong. Dưới đây thì nuôi cá koi để có thể tạo cái vẻ thiên nhiên tràn đầy sức sống. Ở vị trí này chúng ta có thể nhìn thấy cá, và có lẽ là hồ này chưa được xúc cho nên là bữa nay nước nó bị rêu tảo nhiều quá, nên quý vị không thể nhìn thấy hết các con cá đang bơi tung tăm. Thank you.
Ở ngay lối của cây dương á, quý vị có thể nhìn thấy đó là cái vị trí đất cuối cùng của chùa Đông Hải. Hiện tại thì đang mở rộng hàng cây dương để làm hàng rào. Thì nhìn chung khi quý vị tới đây vào những ngày có tổ chức khóa tu định kỳ hàng tháng, thì chúng ta có được những cái tiện ích như là phòng ở và những cái sinh hoạt khác, quan cảnh để có thể chụp hình là thoáng mát, tạo ra cái trạng thái trải nghiệm thư giãn, an vui hạnh phúc ở trong đời. Nên rất mong quý vị hãy thường xuyên theo dõi Facebook chùa Giác Ngộ và Facebook chùa Quan Âm Đông Hải để cập nhật các chương trình tu học tại đây. Kính chúc quý vị được an lành và rất mong quý vị hưởng ứng lời kêu gọi để phát tâm góp phần công đức cho các hạng mục còn lại của chùa Quan Âm Đông Hải để sớm có thể đưa vào sử dụng ở phạm vi rộng, phục vụ cho hàng ngàn người cùng trở về tu học cùng lúc. Kính chúc quý vị được thân khỏe tâm an, hưởng năm phúc lành, sống có giá trị và hữu ích cho đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.